7 năm chưa cưới sẽ chia tay kịch bản cũ kỹ, dàn cast nhạt nhòa, điểm sáng duy nhất là Thúy Ngân. Bộ phim 7 năm chưa cưới sẽ chia tay của do Thúy Ngân, Jun Phạm đóng chính đang thu hút sự quan tâm của khán giả. Hiện bộ phim đã chiếu được đến tập 14 nhưng điểm sáng duy nhất của phim thuộc về màn diễn xuất ấn tượng của Thúy Ngân. Đảm nhận vai Thiên Ân, một cô gái có số phận bi kịch, vào tù ra tội vì người yêu nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt, phũ phàng. Sự hy sinh, nhu nhược của Thiên Ân khiến nhiều người phẫn nộ, đến bản thân Thúy Ngân cũng ức chế với chính nhân vật của mình. Cô cho hay nhân vật Thiên Nờ quá yếu đuối, cả tin người khác, để rồi hết lần này đến lần khác chịu bao khổ sở cay đắng. Những tưởng sau mỗi lần bị phủ phàng, nhân vật này sẽ tỉnh ngộ nhưng không, Thiên Nờ tiếp tục cam chịu. Thúy Ngân cho hay ngoài đời cô cũng sẽ dễ tin người nhưng cô sẽ vẫn có suy nghĩ chậm lại một chút, sâu chuỗi sự việc và tỉnh táo giải quyết vấn đề chứ không mù quáng như nhân vật của mình trong phim. Bức xúc là vậy nhưng Thúy Ngân đã sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc của Thiên Ân. Diễn xuất bùng nổ của nữ diễn viên đã khiến khán giả tán dương, khóc cùng nhân vật. Và đó gần như là điểm sáng hiếm hoi của bộ phim này. Những nhân vật còn lại do Jun Phạm, Võ Cảnh, Thảo Tâm đảm nhận không nhận được sự đánh giá cao từ khán giả. Jun Phạm tuy không phải quá xuất sắc nhưng vẫn có những phân đoạn đáng nhớ cùng Thúy Ngân, Võ Cảnh và Thảo Tâm lại quá mờ nhạt. Thậm chí Võ Cảnh còn bị cho là lỗ hổng diễn xuất, được hình hỏng tiếng khi đảm nhận vai công tử Minh Huy rơi vào mối tình oan trái với Thúy Ngân. Ngoài phần diễn xuất đầy tranh cãi của các diễn viên, bộ phim còn khiến khán giả mệt mỏi vì phần kịch bản cũ kỹ, lê thê như phim hàng cách đây cả thập kỷ. Trong khi thị hiếu khán giả giờ đã thay đổi, thích xem những bộ phim nhiều drama, cú twist hấp dẫn, nữ chính thường là những người phụ nữ mạnh mẽ quyết đoán thì 7 năm chưa cưới sẽ chia tay lại kéo khán giả về với thời phim hàng ủy mị, sướt mướt. Remake phim hàng Secret Love cách đây 10 năm, phiên bản Việt đã có biến tấu ít nhiều để phù hợp với bối cảnh, văn hóa Việt Nam nhưng những tình tiết chính đều được giữ nguyên khiến khán giả thấy nhàm chán khi theo dõi. Bộ phim vẫn loanh quanh trong những tình tiết ngôn tình, một chàng công tử giàu có luôn xuất hiện kịp thời giúp đỡ cô gái nghèo, từ lạnh nhạt trở nên đồng cảm, yêu đương thắm thiết, bất chấp mọi thứ. Bộ phim đã đi được nửa chặng đường, tuy nhiên tất cả động lại là những tin tức về Thúy Ngân và những màn trình lấy hết nước mắt khán giả của nữ diễn viên. 7 năm chưa cưới sẽ chia tay có giữ được sức hút cho đến tập cuối hay không hiện vẫn là một dấu chấm hỏi lớn. She had, I take it slow.